Này mày đi, mày đi luôn. Thế là chồng con chèo tường đi luôn, đi qua phòng trọ ở con luôn. Thật ra là lúc đó ở phòng trọ thì trước giờ có ở với mình à, cho nên là mấy người hàng xóm ấy, người ta cũng thương mình lắm. Không mà cái lúc đó thời gian đó thì hai vợ chồng cũng ở nhau được hơn một năm rồi. Rồi tự nhiên hai chồng nó hơi giật, bây giờ đi đăng ký kết hôn. Thầy cũng không nói mẹ một tiếng nào luôn, chắc mẹ giận. Giận chứ. Rồi làm sao mẹ biết được? Sau này mới biết được, cái khi mà mua cho hai đứa một căn nhà, rồi hai đứa về ở đây mới biết được, thì cũng phải chấp nhận thôi. Trong thời gian là ở với nhau hơn một năm, thực ra mẹ cũng thương. Hàng tháng là mẹ vẫn chu cấp tiền cho. Có ông cậu nữa, còn Thảo, cậu cũng lâu cậu ghé phòng cho tiền. Trước đó thì chồng có làm chung công ty với mẹ. Sau rồi chồng mình nghỉ thì vì là không có thì con là người đi làm. Đó là cho mà lo tương lai cho hai đứa thôi. Ngay từ ban đầu là cô chưa chấp nhận nàng dâu này, thì lý do gì để mà cô mua một căn nhà cho anh chị ở riêng cô? Bởi vì cô thấy nó ở trò tồi quá. Càng sống thì cô biết là trên đời này chưa có nàng dâu nào như nàng dâu này. Cô nghĩ là cũng chưa có con dâu nào mà nói với mẹ chồng. Nó không phải nói một lần mà nói rất là nhiều lần là kiếp sau mà được làm người thì con cũng mong được làm con của mẹ. Biết là khó khăn, biết là phải trải qua nhiều thăng trầm á, nhưng mà chị vẫn nói câu nói đó với mẹ. Nói thật ra là từ nhỏ là ba mẹ chị ly hôn, chị ở với ông bà ngoại mà. Nói chung cực khổ lắm, lúc đó mới 5 tuổi thôi. Ba mình thì cũng không nuôi tới, mẹ thì cũng bỏ đi vậy á. Ở nhà bà ngoại thì mà thời đó không có cơm ăn luôn á. Được ăn thì được ăn cháo thôi, mà cháo mà nuốt lọc lên ông rác à. Con mà ăn chuối bơm, ăn bắp đỏ mà bắp đỏ khô á, mà hấp lên ăn á. Nói chung cực lắm. Rồi xong nhớ mẹ quá, từ hôm đó mẹ về tôi xin mẹ đi theo mẹ. Thì đi theo mẹ thì cũng mẹ cũng giận đi, cũng cách nhà cũng khoảng mấy cây số thôi. Mẹ cũng đi làm thuê cho người ta, mẹ đưa vô chùa. Thì có hôm đó có một con bé đó cũng bằng tuổi luôn, hai đứa bằng tuổi. Sư chỉ nhận có một con bé kia thôi, sư không có nhận chị. Nhưng mà vẫn cho ở chùa gần một năm. Có hàng ngày vẫn ở chùa, rồi ăn cơm ở chùa, chắp bắp luộc á. Mỗi hoa bàn thờ là hầu như là lúc ngày nào cũng ăn cái đó. Sư mới nói là kiếp này là con chưa có tu được, thôi bây giờ con ráng trả nợ đời đi, kiếp sau con mới tu được. Xong hàng ngày vẫn ở đó. Rồi đến năm gần 7 tuổi xong rồi má mới cho về đi học. Là thời gian đó thì má cũng lấy chồng hai, đi làm kiếm tiền, tự đi học, đóng tiền học luôn. Đến bây giờ tính như là 3 mấy năm rồi má cũng chưa mua cho một cái gì món quà cả. Còn rất là yêu thương cái tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Nhưng mà rồi sau đó thì tụi con sinh con, mẹ có biết không? Dạ không. Giới thiệu về mình. Xin chào Quỳnh Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả. Tôi là Phan Thu Hiếu, 59 tuổi, cán bộ hưu trí. Tôi ở Biên Hòa, Đồng Nai. À. Dạ, em xin mời chị ạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, chào đến MC Lê Lộc. Tên là Hà Thị Kim Tuyền, năm nay 36 tuổi. Công việc là nội trợ. Chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Đúng hơn 13 năm rồi. Wow. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy con dâu của mình thì cảm nhận về cô con gái thế nào? Cũng xin báo cáo với các bạn là lúc đầu tôi nghe nói là con dâu làm việc ở nhà hàng. Thì gia đình tôi là công chức thì tôi cũng thích cái nghề nghiệp của con dâu, cho nên là tôi cũng bữa tôi đi tiếp khách công ty ở dưới chỗ quán ăn thì tôi thấy mấy người bạn tôi bảo là cái bàn ăn bên cạnh có con dâu của tôi. Thì tôi nhìn sáng thì thấy ngồi với mấy người Hàn Quốc thì tôi chỉ nhìn sáng thôi, bởi vì tôi cũng thích rồi cho nên cũng quan tâm là cô đó xấu hay đẹp hoặc thế nào hết. Nhưng mà ít bữa sau thì thấy con trai đưa về thì tôi hỏi con đã biết thằng Tấn thế nào chưa. Đại khái tôi cứ hỏi vậy cố tình để cho nó giãn ra, nhưng mà nó bảo là nó đã chấp nhận, nó thương rồi. Bởi vì mình đóng thích rồi thì cô tôi hỏi sơ qua vậy, thì hai đứa nó chơi tí rồi nó về thì hai đứa nó thuê nhà trọ nó ở. Thì trời nghe đất nghe trời, thì một thời gian sau đó thì tôi mua cho hai đứa một cái nhà riêng để cho ở riêng luôn, ở gần thôi. Tức là ngay lúc đầu mình cảm nhận mình không thích rồi. Đúng rồi. Cố tình cho tụi nó chia rẽ nhau luôn vậy. Đúng đó rồi. Hả? Đúng rồi. Lúc đó em có biết điều đó không? Đầu thì con không biết. Thật ra là mẹ cũng hiểu lầm. Cái thời gian đó là con với chồng con cũng là bạn bè anh em bình thường. Cũng gần 2 năm rồi. Thì sau đó thì hai đứa con mới yêu nhau.
thường nếu mà nói dẫn khách Hàn Quốc á, đi ăn uống rồi đi du lịch này kia là chồng con đều biết, tại vì chồng con là người đi thuê đò cho người ta. Mẹ thì cũng nghe lời, nói chung là một số người thì người ta không thích con đó, thì người ta nói à, con bé này nó hay dắt, nó hay đi cùng mấy người người này người kia, mà đi đông, số lượng đông nữa chắc mẹ cũng nghĩ xấu này, chắc con bé này chắc không tốt hay sao nghĩ vậy. Cái lần đầu tiên chị có cảm thấy ấn tượng điều gì không? Chị xin phép kể một chút xíu nha. Dạ. Thật ra lần đầu tiên mà nói gặp mẹ thì là gặp tấm hình của mẹ, có tới nhà mẹ chơi mà không gặp mẹ, mà là gặp đứa em gái em chồng á. Nhìn mẹ thì thấy ấn tượng mẹ lắm, tại vì thấy mẹ là phúc hậu lắm, nhìn gặp mắt của mẹ đó thấy mẹ có nét buồn buồn mà sao giống như tâm sự giống mình nữa. Dành chương trình hôm nay con cũng giải thích mẹ với mẹ. Chính xác là lần đầu tiên con gặp mẹ là có hôm mẹ đi làm về, chồng con chở anh về cũng gần nhà đó mà nhớ không. Rồi con đi xe, chồng con chở xe đạp điện, thì con ngồi phía sau con đủ đống lá, rồi cầm một tờ báo rồi mình đọc, không biết mẹ, tại vì cũng chưa gặp mẹ ở ngoài mà. Thường nghe chồng nói là mẹ anh kìa, thì mẹ nói mẹ anh kìa thì nó qua xa quá rồi, thì đâu chào được đâu. Xong rồi chồng cũng chở mình về luôn. Con nghĩ chắc mẹ cũng giận con đúng không mẹ. Sau này con nghe chồng con nói là cái con bé này sao nó gặp người lớn không chào. Ai biểu lo đọc báo không chị? Tại vì con ngồi phía sau mà con đội nó cái nó nữa, cái nó lá nữa. Có nghĩa là ban đầu nó không có thuận buồm xuôi gió. Dạ, rồi vậy thì cái chuyện đăng ký kết hôn đó thì mẹ có đồng ý không? Đăng ký kết hôn thì bà ngoài làm hết. Để con kể. Cái hôm đó chính xác là con bị bệnh, mà vừa bệnh vừa uống thuốc, mà vừa có uống một bia, có uống bia nữa. Cho nên người mệt ở phòng trò hay đâu có ai đâu. Thì lúc đó là con có điện cho chồng con xin mẹ, nhưng mà mẹ không cho đi. Nhà phía sau có một cánh cửa, bên hàng xóm thì có một cái rào. Xong rồi chồng con trèo lên, trèo đến cái bờ rào á, đang mặc cái quần đùi mà. Xong mẹ kéo xuống, tụt quần. Trời ơi. Mẹ kéo xuống tụt quần. Xong rồi mẹ nói giờ này mẹ đi rồi mẹ đi luôn. Thế là chồng con trèo tường đi luôn, đi qua phòng trọ ở con luôn. Thật ra là lúc đó ở phòng trọ thì trước giờ có ở với mình à, cho nên là mấy người hàng xóm ấy, người ta cũng thương mình lắm. Thôi mà cái lúc đó thời gian đó thì hai vợ chồng cũng ở nhau được hơn một năm rồi. Rồi tự nhiên hai chồng nó hơi giờ bây giờ đi đăng ký kết hôn. Tại vì cũng không nói mẹ một tiếng nào luôn, chắc mẹ giận. Giận chứ. Rồi làm sao mẹ biết được? Sau này mới biết được, từ khi mà mua cho hai đứa một căn nhà, rồi hai đứa về ở đây mới biết được, thì cũng phải chấp nhận thôi. Trong thời gian là ở với nhau hơn một năm, thực ra mẹ cũng thương. Hàng tháng là mẹ vẫn chu cấp tiền cho. Có ông cậu nữa, còn Thảo, cậu cũng lâu cậu ghé phòng cậu cho tiền. Trước đó thì chồng có làm chung công ty với mẹ. Sau rồi chồng mình nghỉ thì vì là không có thì con là người đi làm. Đó là xong rồi lo tương lai cho hai đứa thôi. Ngay từ ban đầu là cô chưa chấp nhận nàng dâu này, thì lý do gì để mà cô mua một căn nhà cho anh chị ở riêng cô? Bởi vì cô thấy nó ở trò tồi quá. Càng sống thì cô biết là trên đời này chưa có nàng dâu nào như nàng dâu này. Cô nghĩ là cũng chưa có con dâu nào mà nói với mẹ chồng. Nó không phải nói một lần mà nói rất là nhiều lần là kiếp sau mà được làm người thì con cũng mong được làm con của mẹ. Biết là khó khăn, biết là phải trải qua nhiều thăng trầm á, nhưng mà chị vẫn nói câu nói đó với mẹ. Nói thật ra là từ nhỏ ba mẹ chị ly hôn, chị ở với ông bà ngoại, mà nói chung cực khổ lắm. Lúc năm mới 5 tuổi thôi, ba mình thì cũng không nuôi tới, mẹ thì cũng bỏ đi vậy á, ở nhà bà ngoại thì mà thời đó không có cơm ăn luôn á. Được ăn thì được ăn cháo thôi, mà cháo mà nuốt lỏng lẻo lỏng lét à. Con mà ăn chuối bơm, ăn bắp đỏ mà bắp đỏ khô á, mà hấp lên ăn á, nói chung cực lắm. Rồi xong nhớ mẹ quá, từ hôm đó mẹ về cứ xin mẹ đi theo mẹ. Thì đi theo mẹ thì cũng mẹ cũng giận đi, cũng cách nhà cũng khoảng mấy cây số thôi. Mẹ cũng đi làm thuê cho người ta, mẹ đưa vô chùa. Thì có hôm đó có một con bé nó cũng bằng tuổi luôn, hai đứa bằng tuổi. Sư chỉ nhận có một con bé kia thôi, sư không có nhận chị, nhưng mà vẫn cho ở chùa gần một năm. Có hàng ngày vẫn ở chùa, rồi ăn cơm ở chùa, chắp bắp luộc á, mỗi hoa bàn thờ là hầu như là lúc ngày nào cũng ăn cái đó. Sư mới nói là kiếp này là con chưa có tu được, thôi bây giờ con ráng trả nợ đời đi, kiếp sau con mới tu được. Xong hàng ngày vẫn ở đó. Rồi đến năm gần 7 tuổi xong rồi má mới cho về đi học. Và thời gian đó thì má cũng lấy chồng hai, đi làm kiếm tiền, tự đi học, đóng tiền học luôn. Đến bây giờ tính như là 3 mấy năm rồi, má cũng chưa mua cho một cái gì món quà cả.
con rất là yêu thương cái tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Nhưng mà rồi sau đó thì tụi con sinh con, mẹ có biết không? Dạ không, hôm đó là mẹ đi, mẹ bị đi mổ ruột thừa, đúng không mẹ? Con có bầu 5 tháng rồi, mẹ không biết. Tại vì người con nhỏ xong con mặc áo thì nó phòng lý xíu thôi. Giờ con đeo một cái ba lô trước nè, cho mẹ không thấy. Nhưng mà bạn của mẹ đi thăm mẹ thì người ta phát hiện ra. Người ta mới hỏi mẹ, chắc ông Tiền hình như có bầu hay sao á. Thì mẹ nó không có đâu, không có đâu. Khi mà mẹ xuất viện á thì mẹ cũng thấy, lúc đó mẹ giận. Giận là vì thế này chú Quyên Linh này. Bởi vì là chồng nó cũng chưa có trưởng thành. Mà nguyện vọng á, bởi vì là hoàn cảnh của chị là chồng mất đến hôm nay cả 22 năm rồi. Một mình mẹ lo cho hai đứa con, mà hai đứa con thì đều không khỏe mạnh. Cho nên là cứ nghĩ là phải thân con trai phải trưởng thành để nó đủ khả năng để nó lo cho vợ và cho con nó, thì đó nó lại có con. Nhưng mà nó chưa trưởng thành, chưa có công ăn việc làm, chưa gì cả, mà nó đã có bầu rồi. Tức là tôi không đồng ý cái chuyện đó. Tôi dần từ khi nó mang bầu cho đến khi nó sanh con ra một tháng rồi tôi mới hết dần. Ngay chẩn tháng cháu thì bắt đầu cũng nghe bạn bè khuyến này nọ, tôi mới ra ngoài nhà rồi bắt đầu là lo cho cháu nội này nọ. Chứ còn thời gian trước là tôi dần. Cho nên khi nó sanh nở thì bà ngoài lo hết, nhưng mà tôi vẫn gửi tiền về để cho nó lo cái việc sinh nở. Dần chứ, tâm lý bất kỳ một bậc cha mẹ nó cũng giận chứ. Mình khuyên con là khoan lấy nhau, con tự đăng ký kết hôn. Mình khuyên con là khoan có cháu thì con lại có cháu trước. Rồi mình thấy hợp với con dâu những điều gì? Tôi hợp với con dâu ở chỗ là hai mẹ con thì thích làm từ thiện, nơi xấu con trai. Gặp nhau là nơi xấu con trai. Chị cảm thấy mình hợp với mẹ điểm gì nữa? Hợp với mẹ tuổi nè, từ tính cách. Nghĩ là mẹ ruột không à. Mẹ mua cho từng bộ đồ, mua cả nước hoa. Tại vì hai mẹ con giống nhau, sở thích nước hoa lắm, thích làm đẹp nữa. Mình có bao giờ mình về mình ở chung với mẹ một ngày nào đó hay một khoảng thời gian nào đó chưa chị? Dạ chưa. Chứ là cũng nhà cũng gần cho nên cứ qua lại thôi. Vậy thì chắc mà công việc làm dâu, ví dụ như là nấu ăn nè, dọn dẹp nhà cửa hay là giặt giũ gì, thì mình có thể là chắc mình chưa có phụ được cho mẹ nhiều đúng không? Vậy là nó 13, hơn 13 năm luôn rồi. À, là tức là... Là chị vẫn qua dọn dẹp nhà cửa cho mẹ. Cái thời gian rảnh á là chị cứ qua dọn dẹp cho nhà mẹ vậy đó. Sắp xếp đồ đạc cho mẹ, cho em chồng nữa. Rồi con dâu nấu ăn mình thấy hợp khẩu vị không? Bởi vì là tốn biệt nấu ăn. Hồi xưa chồng con sống thì chồng chấm rồi, chồng mất rồi thì hai đứa con gửi một đứa ở Bình Dương, một đứa ở Thủ Đức, con cơ quan thì ở Đông Nai, cho nên cứ chạy đi chạy về vậy. Mẹ con chỉ ăn cơm tiệm thôi. Chở cái khoản đó con dâu toàn nấu ăn không. Ví dụ thỉnh thoảng nghỉ là nó về nó nấu ăn, hoặc là nó nấu ăn nó để đâu trong tủ lạnh á. Tất nhiên là không hợp ở chỗ là con dâu thì ăn ngọt mà mẹ thì ăn mặn. Nhưng mà rồi mình cứ để thêm tí nước mắm hoặc thế nào đó rồi mình ăn thôi. Nhưng mà chú nghĩ chắc mẹ con cũng ít ăn lắm ha. Dữ eo dữ sợ luôn. Mẹ con ít ăn lắm. Người thậm này chí là nhìn đói luôn. Là người mẫu luôn đó. Có hợp thời trang với con không? Mẹ nói hay con nói. Vậy thì xin lỗi cho tiết lộ tí. Tức là cái tủ quần áo của con thì con bảo là 80% là đồ của mẹ rồi. Tức là mẹ cứ đi mua đồ về, trẻ quá không thích là mẹ cho con hết. Áo dài thì con không mặc được, cái con đâm là tủ của con là toàn đồ của mẹ không. Chà đỡ quá chị ha. Đồng hồ đeo dầu thơm này nó là mẹ lo cho con hết. Ông xã ông con nữa thì mai một rồi không lo được cho cháu nội. Cho nên là giờ cứ một tháng là tôi để dành cho cháu nội 1 triệu. Mà giờ cháu nội 6 tuổi rồi, mà đến lúc cháu nội thi học đại học là đủ tiền để học đại học. Wow, wow. Năm 12 tháng 6 năm rồi. Từ từ số đó lớn lên rồi gửi tiết kiệm nữa. Nhưng mà cô ơi, đến thời điểm này thì có điều gì ở nàng dâu mà cô chưa hài lòng không? Cô chưa hài lòng ở chỗ là nó sạch sẽ quá, nó kỹ tính quá với này. Nó làm nhiều quá, nó không dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Ví dụ ăn á, nói cho Quyên Linh nghe là nó ăn mỗi buổi sáng nó ăn có 10 ngàn, mà chồng nó là 100 ngàn. Nó cứ sống kiểu đó, thử hỏi sao mình dần phải nghĩ đến bản thân mình mới nghĩ đến những người xung quanh được chứ. Đằng này á, nó hy sinh hết cho chồng con, cho mọi người mà nó như vậy đó. Buổi sáng nó ăn có 10 ngàn trên xôi đó, hài lòng ở cái điểm đó. Cái tính của chị á, hay lo xa là một, hay nghĩ tới người khác, cho dù người ngoài cũng vậy. Mình lúc nào mình cũng, ví dụ người ta cần giúp đỡ hay là mình giúp, là mình không có suy nghĩ tới là giúp người ta giúp lại, không bao giờ suy nghĩ gì đó. Còn chồng cũng vậy, chồng là tính ra mười mấy năm hay là hầu như là không biết nấu ăn, có chị nấu thôi nhưng mà không biết nấu. Duy nhất có một lần là hôm nó đẻ đó là nó có nấu. Con người nam mà thì con ăn vừa ngọt vừa mặn, mà nhờ chồng kho cá, là kho cá gì mà toàn đường không, mà ngọt mà không có mặn, ăn không được. Xong rồi từ con xuống con là nấu ăn luôn. Có bao giờ mẹ chồng la nàng dâu chưa? Không, con trai mà về mẹ tôi nâng dâu á,
tôi lầm lỡ luôn. Chứ mà con dâu mà mẹ tôi con trai là tôi la con trai. Quá trời thương rồi. Mẹ còn thấy, còn để ý tới con dâu cứ ăn 10.000 hoài thấy không? Vậy chứ mỗi buổi sáng mẹ ăn nhiêu? Mẹ hả? Mẹ 5.000. Mẹ không ăn. Ủa gì kỳ vậy, con dâu ăn 10.000 mẹ la gì, cuối cùng mẹ đâu ăn đâu? Bởi vì sống một mình đâu có ai quản lý đâu, thích ăn không ăn thôi. Con kể chú nghe nè, hôm đó mẹ bị bệnh, hôm đó con đi làm về thì con ghé biết mẹ bệnh mà thì sáng hôm đó Hương kêu chồng con mua phở cho mẹ rồi ăn rồi. Đi làm về mà xong rồi con ghé là con kho cá lóc cho mẹ để giờ mẹ ăn cơm. Tính của mẹ là mẹ lười nấu lắm. Thà là mẹ nhịn thà mẹ ăn mì gói. Thực ra là hôm đó cuối cùng mẹ ăn mì gói thiệt, nhưng mà mẹ ăn có nửa gói à. Tha chung luôn, nhưng mà ăn nửa gói trừ nửa gói lại là chưa ăn. Xong rồi nghe thấy con dâu về cái đem cái nồi mì ấy, đi giấu trong nhà cho trong buồng á. Thì chồng mới nói à. Trời mẹ nghe em về cái mẹ đem giấu mì mẹ sợ em đi đổ. Cuối cùng mẹ không ăn. Hai ngày sau luôn là mẹ đi chuyển hai chai nước bị rồi mẹ. Vậy là hết cái số tiền ăn sáng luôn. Dạ. Không phải là không muốn ăn hay không ăn mà muốn giữ dáng thôi. Giờ đi thi qua hậu quý bà là đậu chắc luôn á. Mình có cái sở thích gì không? Sở thích đi phong trà. Mình là ngồi cô... nghe hát hả? Dạ. Đi hát. Ủa vậy là cô hát được hả cô? Ừ. Cô hát nhạc Trình Công Sơn với nhạc Phú Quang. Hay quá. Bây giờ là vậy hát bài Ngân Ngắn của Phú Quang nha. Dạ. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời còn mãi với con. Vòng tay mẹ âu yếm còn mãi với con, nụ hôn ngày thơ ấu. Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời. Bây giờ mọi cánh phiêu du con tìm về chốn cũ, bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ, để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ ơi, để từng chiều lại nghe lòng con cao thương nhớ, con gọi thầm mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi hay quá, nổi hết da gà luôn á. Hôm nay thì con của cô có gửi một lá thư ở đây. Không nhớ là đã bao lâu rồi con không nói con yêu mẹ. Không phải con đánh mất chữ hiếu, càng không phải vì tất bật với cuộc sống mà con vô tình không thổ lộ cảm xúc với mẹ. Rất nhiều lần trong tin nhắn gửi đến mẹ, con đều nói con yêu mẹ. Nhưng rồi con lại xóa. Con thấy có lỗi và cảm giác xấu hổ khi gửi đến mẹ ba từ này. Bởi vì ở độ tuổi của con, đúng ra mẹ phải được an nhàn tuổi già. Sự buồn rầu luôn thể hiện trên gương mặt của mẹ. Trong lòng canh cánh nỗi niềm lo lắng vì đứa con vẫn chưa thực sự trưởng thành như mẹ mong muốn. Con xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy tha thứ cho con. Con sẽ cố gắng thay đổi để mọi thứ trở thành tốt đẹp hơn mẹ nhé. Mong muốn với con là mẹ luôn luôn chú ý đến sức khỏe của mẹ đó. Vẫn là một người nữa, con nghĩ cũng cùng chung suy nghĩ nỗi niềm như mẹ. Đó là vợ của con đó mẹ, người đã luôn bên con suốt bao nhiêu năm qua và cũng chịu không kém biết bao nhiêu gian khổ trong cuộc đời này. Mình ơi, anh thật lòng xin lỗi em. Em đã chịu đựng quá nhiều những cái biến cố trong cuộc sống. Mong muốn của anh là em hãy cố gắng kiềm chế bớt cái sự nóng tính của mình.
Anh nghĩ như vậy thì sẽ hiệu quả hơn trong việc dạy dỗ con cái em ạ. À, anh thương mình và con nhiều lắm đó. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Ủa, bức thư đầy cảm xúc. Cô nghĩ sao về lá thư này? Khi mà chị đọc cái lá thư này thì chị cảm nhận là anh đã trưởng thành chưa? Anh đã thay đổi nhiều so với trước kia chưa? Nói thay đổi thì chắc cũng không nhiều đâu. Cũng gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn ham chơi lắm, tin bạn bè lắm. Thậm chí cái xe máy thôi, mới đây cách mấy tháng chứ nhiều. Bà nói không có tiền là đi cầm xe máy cho bà luôn. Rồi đây con trai sẽ thay đổi thôi. Cảm ơn. Con món quà tặng cháu. À, có quà tặng đó, trời ơi. Ôi cha nặng dữ ạ. Mẹ tặng con. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể bật mí là gì không mẹ? Con mời đi. Rồi, dầu thơm. Dầu thơm. Trời ơi, trúng cu con dâu rồi. Chú cũng khoái dầu thơm lắm. Con cũng khoái. Cho sự ké mí. Ai gửi tặng một kỷ niệm để nhớ ngày mình tham gia mẹ chồng nàng dâu nha. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ.